Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Edgy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dino King, vua khủng long nha anh em. Và hôm nay thì sẽ là phiên bản Spinosaurus đối đầu với Dark T-Rex nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất nhé. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để có thể ra thêm nhiều video hơn nữa trong tương lai. Và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình, đó là channel Mr. Thành bên này, để có thể xem được những cái series mới nhất về Zombie Tsunami, về khủng long ăn thịt. Rất là nhiều cái tựa game cực kỳ hay bên này nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Spino hoặc là Dark T-Rex. Mình đã từng chọn Dark T-Rex rồi, nhưng mà mình sẽ chọn Spino nhé anh em. Đây Spino đây. Mình phải trang bị giáp trước cho Spino mình nó khỏe hơn, mạnh hơn. Đó là điều dĩ nhiên. Ok, chúng ta sẽ sẵn sàng nào. Mình sẽ nhận 10 game. Và vẫn... cái gì ấy? Nó vừa xuất hiện một cái gì đó. Mình có thể thêm được hai cái item nữa. Vẫn là như bình thường thôi. Chúng ta vẫn có cái ammo set. Để xem con này có đẹp không nhá. Đâu, cái này vẫn lắp vào đâu đây? Cái này lắp vào đầu à? Cái này lắp vào thân à? Đấy. Cái này lắp vào chân à? Ok. Đây chính là cái con Spino của chúng ta. Nhìn khá đẹp. Nếu mà so với Dark T-Rex thì không đẹp bằng. Dĩ nhiên. Cái này thì nó sẽ có 2 free từ A đến D. Và nếu may mắn thì chúng ta sẽ rơi được cái A. Hoặc là B hoặc là C thì là ngon. B này ok. Ui mũ ngon này. Đấy. May mắn là trên này mở ra được này. Thấy chưa. C ui ui. Được hai đồ ngon. Yes. Hợp lý. Hợp lý đấy. Mình sẽ lấy hai cái đồ ngon vào. Mũ xịn hơn. Mũ B anh em ạ. Ui ôi, đẹp vãi cả đạn. Đây. Cái này người C. Ui ôi, xịn nhờ. Ui, nhìn chất lượng thật sự luôn anh em ạ. Ui. Like mạnh như cho cái con này. Thế nên chiến trường này anh em nhìn xịn quá. Old Forest và Normal. Sờ kê con dê. Chưa có thể free boop nhưng mình chưa cần đâu. Tại vì Dark T-Rex đẹp thế. Nhưng mà Spino của mình đẹp hơn. Spino mình đẹp hơn rất là nhiều. Rồi Spino mình có đồ A. À đồ B. Mid ạ. Thế nhỏ. Nào bắn trưởng này. Mình có thể xoay người anh em ạ. Có thêm bắn trưởng khác nữa. Và khi mình đủ được cái item bên này mình sẽ vào bắn. Cái này rất là hay nhưng mà cầy thì nó rất là lâu. Mình không tìm được cái bản mốt nhỉ. Tìm được bản mốt mà trước có một cái phiên bản mà nó bao gồm tất cả các loại dino ở trong này cơ, nhưng bây giờ thì không có rồi. Từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 giờ flash sale không giờ. Rồi chúng ta phải bắt buộc xem quảng cáo, dĩ nhiên là như vậy. Chứ có thể xem quảng cáo hai lần để được cái thêm đồ, thêm tiền. Nhìn chung là mấy game này cũng cày cuốc, cũng sấp mặt lắm đấy, không phải đơn giản. Nếu mà muốn chơi kiểu lâu dài. Rồi mình sẽ lựa chọn trận khác để mình đánh nhau. Nó sẽ có chia ra làm mấy trận đấy. Phần hát này. Và mình xong sẽ lấy con Dark T-Rex. Xong rồi mình có thể sử dụng và đánh bọn này ở trong. Uầy, Dark T-Rex đẹp thế. Nó cả set hay sao nhỉ. Dark T-Rex này đẹp hơn sau Dark T-Rex của mình thì phải. Dark T-Rex của mình nhìn xấu. Toàn đồ cùi à. Chính xác hết tất cả đòn ạ. Ngon. Khỏe đấy. Nhơn. Ui. Mình lộn xào một cái là chết luôn anh em ạ. Clear quest. Cái này là Old Forest gì đó đây. Lắm quảng cáo quá. Lắm quảng cáo quá rồi. Game gì đây? Bắn súng à? Nhìn khá hay. Level up dành cho con Spino của mình. Chẳng biết bao giờ thì Đây, mình cứ nhân đôi gần thưởng đi xong mình đi mua đồ anh em ạ. Hợp lý không? Đi mua các item ấy. Đấy. Mua các item để xem là nó có thể tiến hóa lên được những cái dạng đẹp nhất là những dạng gì. Nhớ đâu được ra đồ A thì sao, đúng không? Mình thấy cái set item này cũng hiện tại đang khá là khỏe. Nói chung là cái game này mình cày nhiều một tí rồi là mình sẽ có thể là chiến được ngay mà. Không có gì mà phải quá lo lắng. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sẵn sàng anh em. Tắt đi. Và chúng ta sẽ được 1.000 nữa chứ.
xịn hơn nhiều đúng không? Thì đánh lại cái trận kia để có thể là địa ngục à, đánh luôn, không gì mà phải xoắn cả. Rồi ok, chúng ta sẵn sàng anh em. Đến thôi. Spinosaurus nó là 2300, vẫn yếu hơn mình. Nếu mà so sánh với sức mạnh nó vẫn yếu hơn mình rất là nhiều. Oh, T-Rex level 5 này, Dark T-Rex level 5 này, Dark T-Rex này, chết ngay. Nhờ này anh à, không được, Dark T-Rex đã die. Mình cứ đánh đi đánh lại nhiều cái này mình sẽ có thêm rất là nhiều tiền anh em ạ. Để mình cày cuốc lên đấy, để mình có thể tắt nó đi. Đây 582 mà nhân đôi này nó sẽ được khoảng hơn 1000 gì đấy. Đấy, xem quảng cáo phát. Bắt buộc cả game này phải xem quảng cáo, không cái nào khác cả. Có quảng cáo thì mới có ủng hộ được nhà phát hành, nhà sản xuất của người ta, để mình có thêm nhiều tựa game hay hơn nữa. Vì thời gian nó cũng là free mà, đúng không? Chờ đợi khoảng mười mấy giây thôi là sẽ được rồi. Thêm đồ. Đây ok, chúng ta sẽ được thêm đồ anh em ạ. Rồi, mình vẫn xong cái phần này. Old Forest gì đó, mình đang hiện tại đang có bao nhiêu các cái item. Đây, tổng số sức mạnh hiện tại mình đang có 2700. Và nếu mà mua ấy thì sẽ để tầm khoảng 6000, nó sẽ mua 5 cái item và nó sẽ rơi ra từ A đến D. Nó sẽ random từ A đến D. Thế thì tốt quá. Đây đây. 1000 gold này. Nâng cấp hết vào luôn này. Rồi ok, chúng ta đang có 1000 gold. Tổng cộng là chúng ta sẽ có là 5200, vẫn chưa đủ. Đi kiếm thêm nào anh em ơi, một trận nữa là mình sẽ đi mở hòm thêm. Mỗi ngày mình mở một cái hòm mà được. No mở mình chưa cần bút đâu anh em ạ. Ui có gì đây? Dark T-Rex. Ui chết tiệt, nó 7500. Dù mình có mạnh hơn thì nó cũng sẽ mạnh hơn anh em ạ. Chết tiệt thật sự. Hai con cùng mid luôn anh em ạ, hai con dùng cùng chiêu mid luôn. Nó khỏe hơn anh em ơi. Nó khỏe hơn mình đấy. Khó chiến hơn rất nhiều. Thủ nào, thủ nào. Chết rồi. Đừng đai. Mình chưa đủ skill. Chết tiệt thật sự luôn. Chết tiệt. Chris. Oh my god, còn 34 máu. Thắng được, mình thấy mọi là đỉnh cao level 10. Đánh cho Dark T-Rex. Mình chưa level 3, thành cho Spino sau đó thôi. Kinh quá. Khỏe quá. Thật sự là cái đánh được rồi, đánh rất hay luôn ạ. Rồi chúng ta sẽ batter. Đã xong, mình sẽ nhân đôi lên. 800 sẽ lên thành 1600 và 64 ngọc. Cái ngọc cũng có thể mở những cái item xịn hơn nha anh em. Có lẽ mình sẽ cày thêm vậy nha. Hay phết mà. Rồi chúng ta sẽ tắt cái này đi luôn. Và mình sẽ có 1664 cái ADN tuyệt vời. Hiện tại mình vẫn chưa thể đánh được bọn kia đâu. Có lẽ mình nên đi cầy nữa chứ. Hợp lý hơn. 2200 này. Cái shop này cũng thế này. Này. Cái này sẽ random này. Từ 3000 tới 30000 Lucky chest đến 30000 vàng. Thử xem. 9000 vàng. Ôi ít quá. Không đáng kể lắm. Có vẻ mình mua hơi hố rồi. Hơi hố rồi anh em. Không sao. Game. Ngày nào cũng được free game cũng được ấy mà. Đây. Game này cày cuộn cũng được. 6000 mua luôn. Trang bị những item tốt nhất cho con mình dĩ nhiên. D C này, vuốt C này, vuốt D này. Toàn đồ đều. What the fuck. Đồ đều vãi cả đạn luôn anh em ạ. Mua thêm. Mua rồi ra đồ xịn thì thôi. Vãi lều cái gì đây. Toàn đồ đều thế này.
chịu rồi. Mua đồ lẻ khi còn khỏe hơn rất là nhiều luôn ạ. Khó chịu thật sự luôn anh em ạ. Toàn đồ đê, toàn đồ đều. Cay nhỉ. Có bán được không? Sell được 20 đồng. À không bán làm gì cả, nâng cấp. Nâng cấp upgrade cái đồ B lên này. Đấy. Start nâng cấp lên cho nó khỏe. Đấy, đồ B nó sẽ khỏe hơn khá nhiều. Cái đồ C này mình cũng xem nên nâng cấp hay không nhỉ? Đang tính toán xem. À mình có cái cái này khỏe hơn này. Cái móng C. Như vậy là chúng ta có hai đồ C và một đồ B. Rồi nha, mình thấy cũng được anh em ạ. Và rồi thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.